Không ai dám chia sẻ cho các bạn cách làm heo nổ cốm mà phun từ đầu đến đuôi, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm. Riêng nhà mình ấy thì không bao giờ lấy là lợn đuôi ngắn là một này, không bao giờ lấy lợn siêu nạc là hai này. Đấy thì ở đây của mình thì đang dùng là lợn mán nha các bạn nhé. Sau khi lọc xong nhé thì mình sẽ khứa qua một số những cái chỗ dày này các bạn này, như các cái phần đùi này mình sẽ khứa qua. Thì bây giờ anh em mình đi đến là ướp gia vị nhé. Nhà hàng chuyên lấy gia vị của Thành Đạt nên là cái gia vị này đặc biệt rất là thơm ngon. Cái gia vị này là dòng gia vị khô, nó có hai cái đặc điểm là khi các bạn ướp lợn cốm này thì nó sẽ không bị chảy sốt khi quay, và cái gia vị khô này thì nó sẽ ngấm rất là sâu vào cái thớ thịt này, ăn nó bị thơm, nó thơm và nó giữ được cái hương vị này lâu hơn so với bình thường. Thứ hai là trong này thì nó cũng có thêm một số thành phần nữa giúp cho tăng độ dai giòn cho cái thịt lợn của mình. Một số bạn thích cái vị lá mốc bật Lạng Sơn nhé, thì các bạn có thể băm nhỏ này, xong các bạn rắc thêm vào nhé. Đấy, thì anh em mình đã xoa đều này, thì mình sẽ để khoảng một tiếng, hơn một tiếng để cho ngấm đều cái gia vị nó sâu xuống. Để làm được con lợn cốm nhá mà nướng phanh này, thì mình sẽ đặt những cái gông như thế này. Và trước khi làm ấy thì ở đây nó sẽ có một cái sống lưng ở cái chỗ khấu đuôi này, mình sẽ giữ lại một tí ở đây để mình móc cái dây thép vào đây để nó giữ vào lồng nhé các bạn nhé. Khi mình lọc thịt cái con lợn này này ra ấy, là cái phần mông mình sẽ khứa một cái phần rãnh để khi mình đút cái phần lòng này vào ấy thì nó sẽ ôm vào con lợn, giữ con lợn nó không trôi. Đấy, làm con lợn cốm này cũng rất là cầu kỳ nhé các bạn nhé. Nó có rất nhiều những cái thao tác mà phải những anh em ở trong nghề làm lâu năm mới biết được. Chỗ phần sụn này mình sẽ buộc vào hai nút. Chỗ này là giữ cái sụn luôn. Đúng rồi, để nó giữ form con lợn này. Sau khi mà gông xong rồi nhá, vào gia vị xong thì mình sẽ làm sạch lại một lần nữa về còn cái lông nào sót nhá. Bây giờ là cái nước lên màu này là nước lên lần một để giúp cho mềm da trước đã. Xong rồi tí nữa mình sẽ lên màu nước hai là cái nước lên màu để nổ bì sau nhé các bạn nhé. Cái tắm này mình phải di để cho nó ngấm vào. Đúng rồi, gì cái nước tắm này mình sẽ chiêm hai lần quét. Nước là đầu tiên mình quét để làm cho sạch cái da đi. Đấy, Xong xong bắt đầu quét quét lại. đúng rồi, xong mình quét lại. Sau khi mà lên màu ấy thì mình sẽ bật quạt và mình quạt khoảng tầm 10 đến 15 phút để cho cái màu này nó ngấm vào da này. Sau khi quạt 10 phút nha thì mình sẽ thấy cái da nó bắt đầu se khô một xíu xíu thôi, thì bắt đầu mình sẽ quét lại nước hai cho nó ngấm sâu hơn và cái màu nó lên đều hơn. Sau khi mình quét màu xong ấy thì mình trước khi cho vào lò mình sẽ bọc cái đuôi lại để tránh nó bị cháy xém. Thì bây giờ anh em mình đã mồi than rồi và mình đưa con lợn này vào lò thì mình sẽ quay phần da ra. Cái phần này ấy thì chưa phải là để làm nổ cốm đâu nhé các bạn nhé. Phần này là anh em mình đang làm để cho chín cái phần bì để mình chuẩn bị đi vào kỹ thuật xăm. Sau khi vào lò nhé thì mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ lên đủ 200 độ. 190 đến 200 độ mình sẽ om cái bì này trong vòng khoảng 34 đến 35 phút để cho mềm bì. Cái này ấy là cái bí quyết quan trọng nhất để làm được nổ cốm. Sau 35 phút nhá, đây là con này da dày nhá, thì mình sau 35 phút thì mình sẽ ra lò nhá. Tức là nhìn cái da nó trong trong này là được đúng rồi, đúng không? Mình khò những cái lông nào nó còn sót lại. Phần này là phần cực kỳ quan trọng này, phần này là phần xăm nhá. Có nổ đạt hay không thì là do phần này đúng không? Cái xăm này nhá thì mình sẽ dùng xăm kim nhỏ và mình dùng xăm khoảng tầm độ 4 đến 5 ly. Chứ nếu mà nhiều bạn không biết, các bạn dùng cái xăm mà nó dài quá ấy, thì xăm khi xăm vào qua cái lớp mỡ này nó sâu vào nó sẽ bị chảy nước ra và sẽ hỏng nhá. Xăm sẽ lần lượt từ dưới má đầu xong hất lên, nên phần mông này mình sẽ xăm vỗ nhẹ khoảng nửa kim thôi, bởi vì cái phần da mông này sẽ mỏng hơn, mỏng hơn tất cả nên là cái phần mông này dễ chảy nước nhất và dễ bị vỡ nhất. Sau khi xăm xong rồi nhá thì xăm đều hết rồi các phần này, thì bây giờ anh em mình sẽ quét cái phần muối nổ phần 2 nhá. Đúng rồi. Cái phần này mà có bột làm bánh đấy, bột nở làm bánh và baking soda đấy, thì sẽ quét, sau đó anh em mình sẽ quạt tiếp, quạt khoảng 2 đến 3 tiếng. Mình kỳ để cho nó trôi hết cái phần mỡ nó dính đang gì ở da lúc mình xăm ấy, nó dính này. Sau cái thời gian anh em mình nghỉ quạt đến bây giờ là khoảng 2 tiếng rồi, thì cái da lợn của mình đã khô rồi, mình chuẩn bị vào lò. Thì trước khi vào lò ấy thì lưu ý một chút nữa các bạn nhé, thì mình sẽ bọc giấy bạc vào phần chân này, tai đúng không? Đúng rồi, chân tai. Và phần chân đằng sau này nhá. Mông. Đấy. Và phần thịt đằng sau. Tại nữa. Vì cái phần này ấy thì nó sẽ rất nó sẽ ăn nhiệt và nó sẽ dễ cháy, nên là mình muốn bọc vào để giữ cho con lợn tí nó ra form nó sẽ đẹp. Cái phần mông này, cái da mông nó rất là mỏng nên mình sẽ che từ phần này hất lên.
mình mất một cái tấm giấy bạc này không đáng bao tiền nhưng mà nó đỡ được mấy lạng thịt. Lên lửa là mình cho vào luôn. Để khoảng bao nhiêu độ? Để khoảng 300 độ là bắt đầu mình đẩy vào. Khi mà nó cháy lên ngọn lửa cao là mình cho vào. Quay phần da ra ngoài đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ để nhiệt độ nó lên tự nhiên đến khoảng 350 độ là nó sẽ nổ bì. Nổ bì là lúc đấy mình sẽ xoay sang hai bên. Lọ này chỉ một tiếng từ lúc mình đẩy vào. Mình không tính thời gian nổ mà tính từ lúc thời gian đẩy vào đến lúc kéo ra là một tiếng. Thế là nếu mà nổ hết rồi thì mình sẽ hãm nhiệt không? Đúng rồi, có hãm nhiệt. Lúc mình nổ hết rồi mình sẽ quay ngược con lợn ra để cho cái phần chín phần bụng. Phần bụng. Sau khi vào lò ấy thì khoảng độ trong thời gian từ lúc bắt đầu vào lò đến lúc nổ nó sẽ dao động khoảng 20 đến 25 phút. Thì nó sẽ nổ hết, tại vì nếu mà anh em mình đi nhiệt yếu quá không đủ để kích nổ thì cái bì này nó có nổ nhưng mà nó sẽ chuyển sang chế độ là bị dai nhé cả nhà nhé. Tốt được khoảng 25 phút nó nổ được hết thì là nó sẽ nổ sâu vào tận trong chân của cái bì này, nó sẽ giòn được khoảng 15 đến 20 tiếng. Bây giờ là sau 25 phút nhá, thì cái thành quả của mình là đã nổ phun khố 100% rồi này. Tầm này thì mình sẽ không quay phần bì ra đâu, mình hãm nhiệt vào và để cái mức nhiệt khoảng 250. Sau một tiếng đồng hồ nhá cả nhà ơi, thì bây giờ anh em mình sẽ cho lợn ra lò nhá, cả nhà cùng đón xem thành phẩm nhá. Còn lợn ra lò đây thì nổ phồng hết này các bạn này, mà nổ to nhá, chứ không phải là nổ li ti đâu. Cả nhà chiêm ngưỡng thành phẩm và cho cái ý kiến xem thành phẩm là giòn tan và không có một tí độ dai nào, nổ xốp nhá các bạn nhá. Thịt thì mềm ngọt, chín vừa tới. Thế ra vị nó thấm đều, không có ăn nó không có cảm giác cái mỡ nó bị ngấy các bạn.